Sau 90 phút trước đội tuyển Croatia, Lionel Messi cùng những người đồng đội của mình đã tiến thêm một bước gần hơn với chức vô địch của World Cup 2022 sau rất nhiều khó khăn trong gai. Trên hành trình từ vòng bảng cho tới thời điểm hiện tại, sẽ chẳng ai có thể phủ nhận rằng Messi đã xuất sắc ra sao để có thể giúp cho Albiceleste vượt qua từng trận đấu, từng chướng ngại vật trên con đường suốt gần một tháng đã qua. Nhưng bóng đá là môn thể thao tập thể và có lẽ cũng chẳng có thể chối bỏ những màn thể hiện của những Julian Alvarez hay là Enzo Fernandez. Những hậu bối đang phô diễn tất cả những gì tốt nhất của mình để giúp El Puga có thể làm nên lịch sử. Phút thứ 33 của trận đấu bán kết với Croatia, Lionel Messi cầm trái bóng trong tay và anh có cơ hội ngàn vàng để có thể làm nên lịch sử khi trở thành cầu thủ Argentina có nhiều bàn thắng nhất các vòng chung kết World Cup. Đó có thể sẽ là pha lập công tiền đề để đưa Albiceleste đặt một chân vào trận đấu cuối và cũng là pha lập công để một lần nữa El Puga để lại dấu ấn của cá nhân mình trong lịch sử bóng đá quê nhà. Nhưng trước đó, người đã mang về tình huống đã phạt đền cho đội trưởng của Argentina không ai khác chính là người đá cặp với anh, Julian Alvarez. Những nỗ lực cùng tốc độ xé gió của sao trẻ này đã giúp cho đại diện của Nam Mỹ có cơ hội để mở tỷ số ngay trong hiệp 1, ở thời điểm mà chính đội tuyển Croatia mới đang là cái tên có được màn trình diễn nhỉnh hơn. Messi hiểu được rằng người hậu bối của mình đã thi đấu nỗ lực ra sao để có thể mang về một cơ hội ngàn vàng dành cho đội tuyển quốc gia. Và với vai trò một người đội trưởng thì có lẽ chính Messi cũng không cho phép bản thân có thể bỏ lỡ một cơ hội như vậy trên chấm phạt đền. Để rồi dĩ nhiên, đây có lẽ chính là hình ảnh có thể khiến không chỉ những cổ động viên Argentina mà còn là mọi tín đồ túc cầu giáo trên khắp thế giới có thể mỉm cười. Một bức ảnh thể hiện sự giao thoa giữa hai thế hệ, một hình ảnh có lẽ sẽ chẳng kém gì hình ảnh trong quá khứ khi mà huyền thoại Ronaldinho từng cõng Messi trên lưng khi El Puga có được bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp của mình cho Barcelona. Và rõ ràng người đội trưởng của đội bóng Nam Mỹ cũng hiểu rõ rằng từng hành động của bản thân đối với một sao trẻ như Alvarez sẽ có ý nghĩa ra sao không chỉ với anh mà còn là đối với rất nhiều những tài năng sáng ra khác của đội bóng này. Không chỉ một lần mà có thể nói rằng chính bộ đôi Messi-Alvarez đã thực sự mang về chiến thắng quan trọng của Argentina khi mà chính El Puga là người đã kiến tạo cho số 9 của Albiceleste sau một pha solo đẳng cấp đến định chiến thắng dồn dã 3-0 của đại diện Nam Mỹ. Đó là một hành trình với không ít những khó khăn trước mắt, nhưng từng bước một, Alvarez đã không chỉ chiếm trọn được niềm tin của những người hâm mộ Argentina nói riêng mà còn là sự thán phục tới từ đông đảo các cổ động viên trên thế giới nói chung. Chân sút của Man City đã đến với vòng chung kết World Cup 2022 với vai trò chỉ là kép phụ phía sau Lautaro Martinez. Chính bản thân số 9 này cũng có thể hiểu được rằng với kinh nghiệm của mình thì anh sẽ rất khó để có thể giành được cơ hội đá chính từ một người đàn anh đã tích lũy được không ít bản lĩnh trận mạc ở Inter Milan cũng như đội tuyển quốc gia. Nhưng không vì thế mà anh buông bỏ mà vẫn luôn biết cách nắm lấy cơ hội cho riêng mình qua từng trận đấu. Từng khoảnh khắc, anh được ông Lionel Scaloni trao cơ hội để có mặt trên sân cỏ của Qatar. Chính anh có lẽ cũng biết được rằng chỉ bằng cách nỗ lực qua từng trận đấu thì mới chiếm trọn được niềm tin cũng như cơ hội để được thi đấu bên cạnh người đàn anh huyền thoại của mình. Đây là bức ảnh được chính Alvarez đăng tải vào năm 2011 trên trang Facebook cá nhân của bản thân. Một bức ảnh khi cậu vẫn mới chỉ là một chàng trai 11 tuổi đang nghĩ về một tương lai sau này để được thi đấu bên cạnh một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của làng túc cầu ở đấu trường danh giá nhất hành tinh. Alvarez đã từng tự tin tiết lộ rằng ước mơ của mình chính là việc chơi tại World Cup bên cạnh thần tượng lớn nhất là Lionel Messi. Julián, y si tuvieras que elegir, ¿quién es tu ídolo en el fútbol actualmente? ¿Tu ídolo en el fútbol, tu jugador favorito? Đây có lẽ chính là động lực để Alvarez nỗ lực đến vậy qua từng trận đấu, từng khoảnh khắc ở giải đấu năm nay khi giấc mơ của đứa trẻ hồi đó đã trở thành sự thực. Sao trẻ của Man City cũng đã trở thành cầu thủ thứ tư trong lịch sử World Cup có được cú đúp bàn thắng ở bán kết World Cup khi còn chưa bước sang tuổi 23. Những người trước đó từng có được thành tích này bao gồm vua bóng đá Pele, Carlos Puzele trong màu áo Argentina và Guia Zsengeler của đội tuyển Hungary. Alvarez biết cách chờ đợi và tận dụng những khoảnh khắc. Cậu ấy đã làm được điều đó và đó cũng là một yếu tố tối quan trọng đối với một cầu thủ bóng đá. Đó là những gì mà cựu danh thủ Zabaleta đã chia sẻ về người hậu bối của mình ở cả đội tuyển Argentina lẫn câu lạc bộ Man City. Nếu như Messi đang có được cho mình ánh hào quang riêng ở kỳ World Cup năm nay với vai trò của một người đội trưởng mẫu mực thì Alvarez cũng xứng đáng có cho mình chỗ đứng bên cạnh El Puga khi mà người nhện đã thực sự chứng tỏ được giá trị của mình đối với đội tuyển quốc gia. Nhưng Alvarez cũng chẳng phải gương mặt duy nhất đã để lại ấn tượng dành cho người hâm mộ trong lần đầu tiên có mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Enzo Fernandez có lẽ là cái tên mà rất nhiều khán giả sẽ buộc phải bật Google và search xem chàng trai này đang thi đấu ở đâu ngay sau khi kết thúc giai đoạn vòng bảng. Tự tin và sở hữu lối chơi phóng khoáng,
Chính cựu sao của River Plate cũng đã từng được Messi kiến tạo để có được một bàn thắng cho bản thân mình ở ngày đầu tiên tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, cũng cùng một cú sút vô cùng đẹp mắt. Ở tuổi 21, tài năng trẻ của Benfica đang ngày một thể hiện được bản lĩnh trong màu áo đội tuyển quốc gia ở một sân khấu của những cái tên hàng đầu. Như một lần nữa, thì một tài năng trẻ của giới túc cầu đã biết cách phô diễn những gì có thể coi là tinh túy nhất của bản thân khi được thi đấu bên cạnh thần tượng không chỉ của anh mà còn là của rất nhiều những đứa trẻ Argentina khác nữa. Enzo không hề khiến tôi bất ngờ, bởi tôi hiểu rõ cậu ấy, tôi theo dõi cậu ấy tập luyện hàng ngày và tôi đã đối đầu với cậu ấy ở Champions League. Cậu ấy xứng đáng với điều đó, cậu ấy là một tài năng trẻ tuyệt vời, đang đảm nhận vai trò quan trọng trong đội hình của chúng tôi. Những gì mà chính Lionel Messi đã chia sẻ về người hậu bối của mình có thể coi là một liều doping tinh thần chất lượng đối với tài năng trẻ như Enzo Fernandez. Chính Enzo Fernandez đã từng viết một tâm thư để gửi cho người đàn anh, bậc tiền bối Lionel Messi cách đây 6 năm. Đó là bức tâm thư của một đứa trẻ cảm thấy rằng Argentina đang đối xử quá bất công với thần tượng của anh và mong rằng El Puga có thể vững vàng để bước qua giai đoạn khó khăn lúc đó. Đó có thể coi như một minh chứng cho thấy tinh thần cũng như sức ảnh hưởng của số 10 huyền thoại này là lớn ra sao đối với mọi thế hệ, mọi tài năng của bóng đá xứ sở Tango. Cả Julian Alvarez cùng với Enzo Fernandez đều là những tài năng từng thuộc lò của câu lạc bộ River Plate, một trong những nơi có thể coi là cái nôi của đào tạo trẻ Argentina. Giống như rất nhiều những đứa trẻ khác tới từ xứ sở Tango, giấc mơ được khoác lên mình màu áo của Albiceleste và thi đấu bên cạnh một huyền thoại như Lionel Messi chính là động lực để họ nỗ lực vươn lên sau từng trận đấu. Alvarez cùng Fernandez chính là những ví dụ điển hình nhất cho những nỗ lực không biết mệt mỏi để có thể theo đuổi giấc mơ thực sự của mình. Khi Lionel Messi có cho mình kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp cách đây hơn một thập kỷ, thì Enzo Fernandez mới chỉ 5 tuổi trong khi Julian Alvarez là 6 tuổi. Giờ đây, El Puga đang được chính lớp thế hệ kế cận của mình giúp sức để có thể giúp anh thực hiện nguyện vọng có thể coi là cao cả nhất một đời cầu thủ mang tên chức vô địch World Cup danh giá. Đây sẽ là chức vô địch không chỉ có ý nghĩa với siêu sao Paris Saint-Germain mà cũng sẽ là nguồn động lực tinh thần rất lớn để những sao trẻ tuổi tin có thể tạo được bước ngoặt trong sự nghiệp của mình trong tương lai. Xuyên suốt hành trình của World Cup 2022 thì Julian Alvarez hay là Enzo Fernandez có lẽ cũng đều cảm nhận được rằng khát khao của Messi để có được chiếc cúp vàng danh giá là lớn đến nhường nào. Đối với những tài năng trẻ như họ thì đây có thể mới chỉ là World Cup đầu tiên và sẽ còn rất nhiều cơ hội trong tương lai. Nhưng với một số 10 huyền thoại như El Puga thì đây đã là lần cuối cùng mà anh được cháy hết mình trong bầu không khí cuồng nhiệt cùng niềm tự hào với chiếc logo đội tuyển quốc gia trên ngực áo. Vậy nên sẽ chẳng có lý do gì để những người hậu bối như họ không dốc hết sức mình để hỗ trợ cho Messi thực hiện giấc mơ cuối cùng trong sự nghiệp đồ sộ của anh. Chỉ còn một trận đấu cuối cùng để chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá. Đó sẽ là cơ hội ngàn vàng để chính những tài năng trẻ như Alvarez hay là Enzo Fernandez để lại dấu ấn của bản thân ngay trong lần đầu tiên xuất hiện tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhưng có lẽ sẽ còn tuyệt vời hơn rất rất nhiều nếu họ góp phần mang về chiếc cúp vàng đầu tiên trong bộ sưu tập danh hiệu của người tiền bối Lionel Messi. Bởi đó không chỉ là giấc mơ của riêng El Puga mà còn là mong ước của hàng triệu cổ động viên Argentina nơi quê nhà. Sau khi xem hết clip thì các bạn sẽ truy cập vào wescan.vn sửa bình luận viên Anh Quân để chơi những trò chơi siêu dễ và nhận những phần quà siêu hấp dẫn từ chúng tôi nhé.